Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ. Mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, hello anh. Dạ, giờ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, em muốn hỏi em có cái công ty với lại một người bạn của em á. À ha. Ở trong cái công ty đó em mướn hai người làm. Một người là full time với một người là part time. À, không biết tại sao mà liên bang nó đến nó điều tra cái công ty của em á, thì em muốn hỏi anh là nó có quyền để điều tra hay không? Yes, rồi nó có quyền nói chứ. Là em cần phải trả lương bổng, rồi nó phạt cái tiền liquidated damages với lại TMT, cái đó là gì vậy anh? Anh phải kiếm. Anh và đa văn phòng luật sư, tôi không hiểu liquidated damages là cái gì. Liquidated damages, tôi nói tôi không hiểu. Anh nên thứ nhất á, là anh phải coi cái người mà điều tra đó có phải thực sự là cơ quan chính quyền hay không, ok, hay là những cái đứa gian nó đến nó gạt anh. Tại vì có rất là nhiều trường hợp gần đây đó, nhiều khi nó giả dạng nó là INS. Tôi có những người thân chủ nó gọi vào cho bà vợ, nó là INS, ông vợ bà, ông bà thiếu tiền, xong rồi bà pass qua cho ông chồng, rồi nó kêu ông chồng dẫn nó ra ATM thì phải trả tiền liền, không thì nó sẽ đưa ra, nó sẽ bắt bỏ tù, vân vân, làm ông cụ sợ phải ra ATM rút tiền ra đưa cho nó, đưa xong thì mới biết là mình bị gạt. Anyway, những cái cơ quan chính phủ á, nó yes nó có cái quyền, nhưng mà nó cũng có cái quyền giới hạn. Lấy thí dụ, nó có thể check coi anh có mướn cái người, những cái người làm mười mướn nhân viên đó, anh có điền cái mẫu đơn để chứng nhận là cái người anh mướn đó, là có cái quyền làm việc ở Mỹ hay không, tức là INS nó có form, tôi quên rồi, INS hình như là form số 9. Em có đại khái I-9 đó, lấy thí dụ. Còn cái vấn đề của anh tôi không hiểu tại sao liquidated damages, thường thường anh làm cái gì mà thì nó đến investigate cái sao tôi cha nói là em không có trả lương bổng, vì vậy nó phạt là 10.000, xong rồi nó cộng vô 10.000 nữa là liquidated damage là 20.000, nhưng mà nó gửi cho em cái thư là nó cũng assess cái penalty, cái phạt đó là giống như là cố ý hay là sao mà. Tôi không hiểu. Anh nên kiếm, nên ra đi văn phòng luật sư đưa giấy tờ nói chuyện với họ. Tại vì anh nói anh có một cái người nhân viên, về cái câu hỏi đơn giản thế này. Nó nói là anh không có trả tiền nhân viên, vậy thì anh có trả tiền, anh có trả, anh có cái người full time đó. Thì tại sao anh chỉ có hai người nhân viên mà nó đến điều tra, vậy thì nhân viên của anh nó có thưa anh hơn không? Thì em nghĩ là chắc là nó gọi lên chính phủ rồi, nhưng mà em không có biết, em không ngờ là nó đến để nó điều tra em á. Thì có thể như vậy thì chắc là nhân viên của anh nó thưa chính phủ và nó thưa anh là bởi vì anh vậy, thì cái câu hỏi đối với anh á là thật sự anh có làm đúng luật hay không, anh có trả tiền lương họ không trước thì khi mà em cũng trả, nhưng mà em không có trả tiền, em trả nó tiền nửa mặt nửa check mà, nhưng mà cái nó cũng làm có một nhân viên làm overtime mà em cũng trả nó tiền mặt thôi, tại vì mình là Việt Nam với nhau mà. Ok, thì có thể, ok, nếu trong trường hợp như vậy đó thì có thể cái người nhân viên của anh á họ thừa với chính phủ, chứ anh có hai người nhân viên thì không có hơi đâu mà để nó xuống để nó điều tra rồi nó phạt anh. Thì likely đó là có thể xảy ra là cái người nhân viên của anh á về với gì không bằng lòng với tiền lương bổng như thế nào, hay là có vấn đề gì với anh đó, thì họ mới thưa cho chính quyền và do đó họ mới điều tra, và có thể họ có bằng chứng để họ thưa và do đó họ mới điều tra, và bởi vì chính bản thân anh cũng làm không đúng luật do đó nó mới phạt anh. Thì bây giờ đó maybe anh đã bị như vậy rồi thì anh nên kiếm một cái người luật sư chuyên môn về vấn đề luật lao động để có thể giúp cho anh, để coi họ có thể điều đình hay là có thể cãi giùm cho anh đối với bộ lao động hay không nha. Yeah. Ok. Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn anh. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ thưa, tôi muốn nói chuyện với luật sư
Đỗ Hiếu Liêm bà, dạ tôi luật sư Liêm đây, tôi nghe đây, bà có thể đặt câu hỏi. Dạ, thưa luật sư, tôi có người phối ngẫu, có một người phối ngẫu tự làm cái di chúc đi gia tài City City. Sau khi người ấy qua đời, thì luật sư của người còn sống á mới find out là bà người đó chia cái gia tài, ký cái giấy chia gia tài trong lúc họ người bị bệnh không có, có tâm thần. Thành ra người ta nói rằng cái tờ giấy chia gia tài đó không có giá trị. Thì như vậy người còn sống có quyền thừa hưởng 100% gia tài của họ không? Tùy. Và có người thừa hưởng của phía bên kia đã chết rồi đó, thì người đó có quyền freeze tất cả gia tài của người còn sống không? Xin ông vui lòng cho tôi biết. Ok, bây giờ đó bà giữ cái đường dây thôi, tôi cần hỏi một số câu hỏi nhé. Bà đặt cái một cái giả thuyết đó, rất là bây giờ thì thứ nhất là hai vợ chồng phải không? Bà phải cho tôi biết sự thiệt chi tiết chứ bà nói một cái mơ hồ đó, tôi không cách nào tôi trả lời cho bà được hết á. Điều thứ nhất là đầu tiên cái người qua đời đó là có vợ phải không? Dạ. Có hay không? Dạ có. Rồi. Bây giờ đó cái người chết đó, trước khi họ chết đó, họ có làm cái di chúc phải không? Dạ. Rồi. Theo bà nói đó là khi họ làm di chúc là họ bị bệnh tâm thần phải không? Dạ, mà họ không cho bà, cho họ không cho cái người ta biết lúc đó họ bị bệnh. Ok, rồi. Cái di chúc đó đó để cho ai là được hưởng? Để cho 50% của cái người nhà của cái người chết đó. 50% là của người nhà, 50% là của bà vợ phải không? Dạ. Rồi. Bây giờ đó, người đó rồi bây giờ đó thì bà vợ là người đứng ra để tranh tụng phải không? Rồi. Dạ bây giờ thì đi đến tranh tụng. Thì, đúng rồi. Dạ. Thì như vậy thì đã ra tòa chưa? Là người đó có người chết đã bị bệnh trước khi cái giấy đó đã có bệnh tâm thần rồi. Ok rồi. Vậy thì đó đã có một cái hồ sơ ở tòa mở ra chưa? Cái probate, một cái probate case đã mở ra chưa? Dạ chưa. Ok. Nếu mà chưa đó thì đó không có thể quyết đoán được là cái không thể quyết đoán được là cái di chúc đó không có hiệu lực. Ok. Không có thể quyết đoán được. Là bởi vì đó từ cách mà cái người mà chết mà để lại đó thì đó nó cũng đúng với lại cái luật, tức là đó họ có quyền cho phân nửa cái tài sản cộng đồng của mình cho người thân của mình và phân nửa là của người vợ. Ok. Thành ra đó, cho đến khi ra tòa đó, thì đó, khi mở, trong trường hợp này phải mở một cái case probate. Rồi sau đó đó, nó gọi là will contest, tức là tranh tụng nhau để coi cái di chúc đó có hiệu lực hay không. Bây giờ đó, sau khi mà hai bên đã trình bày, cái bên được hưởng và bên bà vợ trình bày, mà tòa nói ok, nếu cái di chúc có hiệu lực thì cái di chúc đó sẽ được thi hành. Mà nếu mà di chúc đó không có hiệu lực thì khi đó coi như cái người chết đó đó, cái tài sản đó sẽ được chia theo cái luật của những người chết không có di chúc. Vậy vậy thì luật của người chết không có di chúc là như thế nào? Luật của những người chết mà coi như không có di chúc là đối với những cái tài sản cộng đồng, tức là có khi hai người lấy nhau thì bà vợ đó còn sống sẽ hưởng 100%. Còn đối với những tài sản mà ông đó có trước khi ông lấy vợ hay là được nhận từ cha mẹ anh em gì cho ông trong thời gian lấy vợ, đó là tài sản riêng đó, separate property, thì cái đó nó sẽ được phân chia khác tùy theo là hai người đó có vợ con hay không, rồi ông chết đó có còn cha mẹ anh em gì hay không, vân vân. Ok. Đó là lý do vì vậy đó mà tôi lặp đi lặp lại là những cái người nếu mình làm di chúc thì đó khi mình qua đời là bắt buộc phải qua probate.
Và khi qua probate đó là trong như trong trường hợp này đó là sẽ phải có sự tranh tụng, là phải hai bên đều có luật sư hết và vô cùng tốn kém, là bởi vì đó cả hai bên đều phải chứng minh, bà vợ sẽ phải chứng minh rằng ô ông này bị tâm thần khi ông làm cái di chúc đó không có hiệu lực, bởi vì ông không có đầy đủ sức khỏe về tinh thần để mà ông làm di chúc. Bên kia thì sẽ phải chứng minh ngược lại dần dần, và cả hai bên đều phải mướn luật sư hết để mà coi cái bên nào thắng. Và thường thường trong những trường hợp đó đó thì nó có thể kéo dài nhiều năm trời mới giải quyết xong. Ok, yeah. Đó chứ bà không thể quyết định, không có thể quyết đoán ô bởi vì ông có tâm thần trước khi ông làm những điều đó là tự động là cái di chúc ông không có hiệu lực. Không phải vậy đâu, không có đúng. Ok, chưa kể là cái di chúc đó khi được thành lập đó có làm đúng theo cái thủ tục hay không nữa. Có yeah. Mà điều tôi hết giờ rồi, tôi không có thì giờ để tôi nói chuyện nhiều với bà. Tôi một cú hẹn đến văn phòng ông được không? Dạ, bà có thể phải gọi văn phòng tôi, bà lấy cái hẹn. Tại vì cái chuyện của bà nó phức tạp, tôi phải nói chuyện nhiều chứ tôi không có thể mà dạ, trong đài 1 năm 10 phút mà tôi có thể giải quyết được cái vấn đề của bà đâu. Nha. Dạ, dạ. Cảm ơn bà. Dạ. Dạ, bà chờ, nó sẽ có trên đường, trên màn ảnh. Đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài... Tại vì chương trình đã mãn, thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt 1 giờ qua. Và hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau. Và từ đây tới đó, nếu mà quý vị có những cái vấn đề luật pháp hay câu hỏi luật pháp, thì có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Với 33 năm hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự công tác của nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị trong vấn đề luật pháp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ và kính chúc quý vị và một cái tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình, và xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau. Và xin cảm ơn.